Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thảo Linh cần tuyển gấp 5 lái xe B2 và D. Mô tả công việc, lái xe trong nội thành, ngoại thành Hà Nội và ngoại tỉnh. Lái xe du lịch, tham quan, xe đưa đón làm việc, hội nghị, đón tiễn sân bay, cưới hỏi. Yêu cầu công việc, nam có bằng lái xe từ B2 hoặc D, không yêu cầu trình độ. Kinh nghiệm lái xe từ 2 năm trở lên, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, giao tiếp tốt, hòa đồng, trung thực, cẩn thận. Ưu tiên các lái xe ở gần khu vực Tây Hồ, mọi chi tiết về công việc sẽ được trực tiếp trao đổi khi phỏng vấn. Quyền lợi được hưởng, mức lương thưởng sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn. Thu nhập dao động từ 10 đến 15 triệu mỗi tháng. Ứng viên sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, được hưởng mức lương, thưởng ưu đãi, hoa hồng và các chế độ đãi ngộ khác của công ty. Công ty có chỗ nghỉ cho các lái xe ở xa. Yêu cầu hồ sơ, đơn xin việc, sở yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, các bằng cấp khác có liên quan. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ. Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thảo Linh. Địa chỉ 316 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội. Email liên hệ thuê xe hanoichatluong@gmail.com. Số điện thoại liên hệ 0166 817 6388 hoặc 012 34 343 399 gặp chị Hân. Ngày hết hạn nộp hồ sơ ngày 31 tháng 5 năm 2018.